Để nói chuyện với các bạn thì Phong dựa trên một cái thông tin xảy ra ở Quảng Ninh khi mà 50 công nhân bị choáng váng và sau đó họ có một cái cuộc tiếp xúc với lại báo chí về cái tình trạng này đã xảy ra lần thứ hai tại một cái công ty ở Quảng Ninh rồi. Và trong lần này thì một nhân viên bảo vệ của công ty đã xịt hơi cay, xịt chất cay vào mặt của nữ công nhân ở đó. Mặc dù đằng sau này, ngày hôm nay thì cái công ty này đưa một cái thông báo là sa thải cái nhân viên này và yêu cầu cục điều tra vào làm việc để có thể giải quyết cái vấn đề này cũng như là tìm cách coi hỗ trợ cho nữ công nhân kia. Và công ty đó được biết là công ty nước ngoài mang cái tên khá giống với cái tên Nhật Bản. Tôi không biết công ty này là của Đài Loan, của Nhật hay là của Hàn Quốc. Ok, đại khái là công ty này diễn ra ở Quảng Ninh. Dựa trên cái thông tin này, tôi nói chuyện với các bạn về những bạn, nhất là những bạn đang đi làm công và đang làm công nhân ở nhiều quốc gia, ở nhiều công ty ở các quốc gia khác, kể cả ở trong Việt Nam. Ok các bạn, thân phận của người công nhân trong những coi như là gần 3 thập niên nay ở trên thế giới, họ được nâng lên rất là nhiều. Họ được nâng lên về đời sống, về quyền lợi, kể cả tiền lương. Tôi nhớ không lầm thì xưa nay á, ở bên Mỹ, chúng tôi công nhân bình thường làm khoảng 40 tiếng một tuần, tức là một ngày 8 tiếng, một tuần 5 ngày là 40 tiếng. Ở bên Âu Châu một thời gian như vậy, nhưng sau đó họ lại nâng cái quyền lợi của người công nhân lên. Thì mỗi một công nhân ở bên Âu Châu bây giờ làm khoảng 7 tiếng một ngày, tức là họ được giảm đi 5 tiếng một tuần, tức là khoảng 35 tiếng cho một tuần mà thôi. Nhưng mà họ vẫn được hưởng đầy đủ tất cả những cái quyền lợi gì đang có, không bị cắt mà được giảm cái giờ làm việc. Công nhân ở bên Mỹ cũng vậy. Công nhân bên Mỹ thì ngoại trừ cái giờ làm việc ra, tức là 40 giờ đầu ra, nếu công ty có yêu cầu vì công việc nhiều quá, yêu cầu mình ở lại làm thì công ty sẽ trả lương gọi là overtime. Overtime tức là làm quá giờ. Thì khi làm quá giờ như vậy thì từ cái giờ thứ 9 trở đi thì công ty sẽ phải trả cái mức lương là 1,5 cho người công nhân. Đó là cái quy định. Và nếu như mà trong những cái ngày lễ chính thức, ví dụ như ở bên Mỹ có những cái ngày gọi là legal holiday, trong đó thì các bạn nhìn thấy là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ lao động ở tháng 9, rồi Thanksgiving, rồi Christmas, rồi New Year. Những ngày này á được xem là những cái ngày lễ chính ở Hoa Kỳ gọi là legal holiday. Thì những ngày này á mà công nhân họ được nghỉ một cách hợp pháp. Và nếu như họ muốn đi làm, vì công ty đó công việc nhiều quá muốn họ đi làm thì công ty phải trả gấp đôi cái mức lương của họ trong cái ngày hôm đó. Đây là một trong những cái điều mà công nhân ở Hoa Kỳ được thừa hưởng. Các bạn biết tại sao họ được hưởng như vậy không các bạn? Và trong 30 năm qua, công nhân của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Hồng Kông, có Hoa Kỳ, có Âu Châu, có Úc Châu, có New Zealand, vân vân. Thì cái đời sống của người công nhân được nâng cấp rất là nhiều. Lý do là vì họ có những công đoàn tư nhân bảo vệ cho họ và tranh đấu quyền lợi cho họ. Chính vì vậy mà các cái công ty đó càng lúc họ phải càng nhiều. Tại vì họ cần cái lực lượng công nhân giúp họ để mà có thể sản xuất và giúp họ giữ cái lửa sản xuất của công ty. Do đó thì các công đoàn và các nghiệp đoàn họ làm việc rất chặt chẽ để có thể giành lại cái quyền lợi cho công nhân. Và nếu như cái ngành công nhân nào lâu quá mà không có lên lương thì họ sẽ tổ chức biểu tình đàm phán rồi tìm mọi cách để có thể giới chủ nhân nó thương thảo để có thể tăng lương cho công nhân trong những cái đời sống mà càng lúc nó càng tăng. Giống và nhiều thành phố của chính phủ chứ không phải không nữa. Tại vì ở Mỹ đó thì chính phủ liên bang khác, chính phủ tiểu bang khác và chính quyền địa phương khác thì họ cũng tìm cách họ bảo vệ cho người công nhân. Tôi lấy ví dụ thành phố Los Angeles năm ngoái, vì họ nhìn thấy cái đời sống càng lúc càng cao, càng khó khăn, mà nếu mà dựa trên cái mức lương tối thiểu á, của California là 10 đồng 50 sen một giờ thì chưa chắc là người công nhân đã đủ chi phí cho gia đình. Do đó thành phố Los Angeles
đã thông qua cái luật là tăng lên 15 Mỹ Kim một giờ dành cho những công nhân ngành thức ăn nhanh, tức là những người làm việc trong McDonald's, trong Carl's Jr., Burger King hay là In and Out vân vân. Thì bên cạnh những cái bảo hiểm sức khỏe, những ngày nghỉ phép, nghỉ bệnh, thì người công nhân được tăng lương lên tới 15 Mỹ Kim là mức lương tối thiểu để các công nhân có thể sống nổi ở trong cái khu vực của mình. Nhờ là cái gì các bạn? Nhờ những nghiệp đoàn tư nhân, những công đoàn đó. Đương nhiên người công nhân họ khi mà họ gia nhập các cái công đoàn hay nghiệp đoàn, họ phải đóng cái lệ phí hàng tháng hoặc là theo hàng năm để những cái nghiệp đoàn và những cái công đoàn này có cái kinh phí để bảo vệ quyền lợi cho họ. Kinh phí mà họ đóng vào, thứ nhất là ngoại trừ cái việc mà tranh thủ quyền lợi cho các công nhân, thì bên nghiệp đoàn hay công đoàn vẫn phải làm việc chặt chẽ với phía luật pháp, tức là phía các luật sư, để có thể giúp công nhân bảo vệ quyền lợi tối đa, đặc biệt là những cái vụ kiện tụng. Thì bên công đoàn và nghiệp đoàn họ làm rất mạnh tay. Tôi nói cho các bạn nghe để các bạn hiểu được là cái đời sống của người công nhân, gọi là chúng tôi bên đây gọi là những người mà blue shirt, tức là những người mặc áo xanh đó. Thông thường giới công nhân đây gọi là blue shirt, tức là những người công nhân làm mà có chút xíu chuyên môn, nhưng không phải là những ngành công nghệ cao, cấp kỹ sư trở lên hay là cấp mà sáng tạo trở lên, mà tôi chỉ nói là những người công nhân bình thường giống như các bạn bên Việt Nam làm lắp ráp điện tử theo cái kiểu mà gọi là assembly, tức là những cái sơ đẳng nhất của ngành kỹ thuật đó, lắp ráp thôi. Ok, thì họ được bảo vệ rất là kỹ, không những là chỉ có ngành này làm trong các cái hãng đâu, mà các công nhân làm trong các cái hệ thống siêu thị lớn cũng nằm trong union, tức là cũng nằm trong nghiệp đoàn hay công đoàn, ngoại trừ Walmart. Walmart là một trong những cái tiệm bán lẻ lớn ở Hoa Kỳ. Họ bán đồ đa số là nhập cảng từ China. Và họ không muốn mướn những người nào mà có nghiệp đoàn hay công đoàn, tại vì họ không muốn deal với lại phía nghiệp đoàn và công đoàn. Do đó thì Walmart là một trong những hệ thống bán lẻ lớn, nhưng mà họ cũng bị chống đối khá nhiều. Nhất là tới những cái thành phố nào mà họ muốn đặt một cái tiệm Walmart, thì là lực lượng union, tức là lực lượng công đoàn ở đó sẽ vận động thành phố là không chấp nhận, không cho họ mở, vì lý do họ không có mướn người của nghiệp đoàn hay công đoàn. Do đó thì chỉ có Walmart thôi. Còn nếu các bạn đi Costco hay là những cái khu shopping lớn của Hoa Kỳ như là Nordstrom, những cái Macy, là tất cả những công nhân làm việc, những người buôn bán ở trong đó, những người làm việc, nhân viên bán hàng ở trong đó đều nằm trong nghiệp đoàn và được sự bảo vệ của nghiệp đoàn hay là công đoàn. Tại vì những nghiệp đoàn, công đoàn ở Hoa Kỳ đa số, đại đa số là các công ty, là các cái nghiệp đoàn, là công đoàn tư nhân. Và tùy theo ngành nghề, họ có mỗi cái nghiệp đoàn riêng để bảo vệ quyền lợi cho họ. Bảo vệ quyền lợi cho họ là cái mức tăng lương tối thiểu mỗi năm, cái ngày nghỉ bệnh, cái ngày nghỉ phép, rồi cái giá bảo hiểm mà mua cho gia đình của họ, rồi tiền lương. Nói chung là tất cả những cái quyền lợi của người công nhân là do các cái nghiệp đoàn, công đoàn tư nhân đứng ra họ làm. Và họ làm với cái tinh thần là họ bảo vệ tối đa quyền lợi. Chính vì vậy mà cái mức lương hay là cái đời sống của người công nhân nó ổn định. Và nhờ ổn định đó, họ tập trung làm việc. Và khi họ tập trung làm việc thì cái sự sáng tạo mới bật ra. Và cái sự chăm sóc từng cái sản phẩm nó kỹ càng hơn, nó được đưa ra ngoài và nó được kiểm soát gắt gao hơn. Và nhờ đó thì những cái sản phẩm nó có phẩm chất cao hơn. Và cái công ty đó đương nhiên là phẩm chất mà của sản phẩm của mình cao, thì đương nhiên là họ sẽ có uy thế ở trên cái thương trường. Đại khái là cái mối dây liên hệ của cái hệ thống nghiệp đoàn nó là như vậy. Ngay cả ngành của tôi học cũng có nghiệp đoàn, mà nghiệp đoàn là một trong những nghiệp đoàn mạnh nhất thế giới nữa các bạn. Tại vì ngành truyền thông hay là ngành làm phim, điện ảnh, thì chúng tôi cũng có cái nghiệp đoàn riêng. Và chúng tôi vẫn phải đóng cái lệ phí hàng năm cho cái công việc của mình. Vì vậy mà các cái công ty sản xuất điện ảnh của Hollywood á, là khi mà họ sản xuất một cuốn phim ở Mỹ á, họ phải mướn người của nghiệp đoàn. Họ không thể mướn người ngoài nghiệp đoàn được. Trừ những người nhà làm phim độc lập thì tôi không nói. Nhưng mà tất cả những cái hãng phim lớn nhỏ của Hoa Kỳ đều nằm trong nghiệp đoàn cả. Các bạn nhớ cách đây không lâu á, có một cuốn phim quay nữ tài tử Nicole Kidman ở trong cái tòa nhà cũ của Liên Hiệp Quốc tại New York không? Thì lúc đó là có rất nhiều những vị đại sứ ở các quốc gia,
họ thích Nicole Kidman lắm, và họ tới họ chụp hình, họ xin chụp hình, rồi nhiều ông đại sứ nói rằng là đóng không hay bằng thật, tôi làm đại sứ cho nước ABC thì giờ cứ để cho tôi làm đóng đông những đại sứ ngồi ở dưới luôn đi, đâu có tốn tiền đâu, chúng tôi sẵn sàng đóng góp trong cuốn phim. Thì những cái đề nghị đó cũng tốt lắm các bạn, nếu mà làm phim mà có người tình nguyện đóng miễn phí cho mình free mà trong cái vai trò của họ nữa thì quá đẹp rồi. Nhưng mà Hollywood không làm được, Hollywood đành phải từ chối họ và nói rằng là tại vì họ còn kẹt nghiệp đoàn, họ không thể mướn người bên ngoài nghiệp đoàn được. Vì vậy làm như vậy thì nó thiệt thòi cho những ngành, những nghệ sĩ, những tài tử có đóng tiền cho nghiệp đoàn mà họ lại không được cái job đó, đại khái như vậy. Thì tôi kể cho các bạn nghe cho thấy là cái nghiệp đoàn và công đoàn họ bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân rất mạnh, rất mạnh. Và nếu mà xảy ra bất cứ một vấn đề gì, nó sẵn sàng nó sẽ bị xé ra to, và nghiệp đoàn sẵn sàng làm tới nơi tới chốn. Nếu như cái giới chủ nhân, tức là cái giới công ty đó, ở đây bên đây thì mình gọi là giới chủ nhân, nhưng thực sự những cái công ty lớn đó, họ là corporation hay là LLC vân vân, thì những công ty này á, nó được điều hành bởi một cái hội đồng quản trị và nó do một người tổng giám đốc điều hành toàn bộ, nhưng mà với cái sự mà đồng ý của hội đồng quản trị. Thì những công ty này là những công ty cổ phần, đa phần này đều là những công ty cổ phần hết. Do đó giới chủ nhân mà mình nói là những người có cổ phần trong công ty, chứ không phải riêng cái ông tổng giám đốc điều hành đó đâu. Ông tổng giám đốc chỉ là người giải quyết câu chuyện thôi, nhưng mà giải quyết dưới cái sự mà gọi là chỉ đạo của hội đồng quản trị. Thì chính vì vậy mà các công ty đó họ luôn tìm cách quân bình cái quyền lợi của những kẻ đầu tư và cái quyền lợi của những công nhân làm việc. Họ không để cho một bên nào bị quá thiệt thòi. Nếu mà nâng cấp cái đời sống, đẩy mạnh về cái đời sống người công nhân nhiều quá thì cái phần thiệt thòi là những nhà đầu tư. Mà những nhà đầu tư họ thấy thiệt thòi nhiều quá thì họ rút đầu tư ra, họ không đầu tư nữa. Thì họ không đầu tư nữa thì đương nhiên công ty sẽ thiếu vốn, mà thiếu vốn thì bắt buộc phải sa thải nhân công. Mà sa thải nhân công thì có nghĩa là công nhân mất việc làm. Nó là cái dây liên hệ, cho nên là cái nghiệp đoàn không phải họ chỉ tranh đấu quyền lợi cho người công nhân, mà họ phải làm sao quân bình cái quyền lợi các phía, tức là cả phía công nhân, phía quản lý lẫn giới đầu tư, để có thể vận hành một cái công ty nó được làm việc và nó vận hành một cách uyển chuyển mà suôn sẻ, không có bị trở ngại. Tôi cắt nghĩa cho các bạn nghe là bởi vì tôi muốn chia sẻ với các bạn qua cái câu chuyện ở bên Việt Nam. Các bạn có biết tại sao ngày hôm nay mà Việt Nam vẫn không được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường hoàn toàn không? Một trong những lý do, kể cả cái TPP, tức là Trans Pacific Partnership mà Hoa Kỳ vừa rút ra đó các bạn, thì một trong những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đặt ra với phía Cộng sản Việt Nam là phải có công đoàn độc lập để có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho tranh đấu quyền lợi cho người công nhân. Nhưng mà phía Cộng sản Việt Nam không chấp nhận. Tất cả các công đoàn hay nghiệp đoàn ở trong Việt Nam đều nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền cai trị và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không cho phép những cái công đoàn độc lập. Chính vì vậy mà các bạn nhìn thấy có những cái bất công xảy ra trong nhiều cái hãng mà các bạn làm, dù hãng đó là của người Hàn Quốc, của người Trung Quốc, của người Đài Loan, của người Nhật, vân vân. Nếu như các bạn làm việc ở những công ty này á, các bạn sẽ cảm thấy sự bất công. Là bởi vì cái giới chủ nhân, tức là cái giới quản lý á, họ dựa vào cái quan hệ của họ với chính quyền địa phương, thậm chí là chính quyền trung ương luôn, để họ ngăn chặn những cái gì bất lợi cho họ. Và người công nhân ở Việt Nam luôn luôn bị làm quá giờ và trông chờ vào cái tiền thưởng cuối năm để có tiền về quê ăn Tết. Nhưng mà chuyện này hầu như là năm ngoái, năm kia đã biến mất. Và giới chủ nhân không hề chia hoa hồng, trong khi công nhân Việt Nam thì làm bắt làm đôi khi 10 tiếng đến 13 tiếng một tuần, một ngày. Nó quá cái mức quy định standard của cộng đồng quốc tế là 40 tiếng một tuần. Mà này là nó hơn 40 tiếng nhiều lắm, mà cái lương trả thì vẫn như vậy. Lý do là vì họ không có một cái nghiệp đoàn, một cái công đoàn độc lập hoàn toàn và là của tư nhân để bảo vệ quyền lợi cho họ. Mà cái công đoàn, nghiệp đoàn đó nó là của cái đảng cai trị,
lập ra và kiểm soát. Chính vì nó là cái công cụ của cái đảng cai trị, cho nên nó đã không giữ được cái quyền lợi của công nhân, mà nó luôn luôn, cái công đoàn và nghiệp đoàn đó, nó luôn luôn đứng về phía chủ nhân, đứng về phía những kẻ chủ công ty, để quay ngược trở lại ăn hiếp người dân của mình, ăn hiếp công nhân của mình. Và các bạn đã thấy đã xảy ra rất nhiều ở Việt Nam, những cái cảnh mà công nhân bị ngộ độc thức ăn bởi vì cái kẻ quản lý á, vô lương tâm cho ăn nấu cho một nồi lớn, rồi nghĩa là nấu cái kiểu nấu tập thể đó các bạn, rồi đi đi vì ăn bớt ăn xén nữa, thay vì mua những cái đồ ngon, đồ tươi, đồ sạch, thì họ đi mua những cái đồ mà vớ vẩn ở ngoài chợ không rõ ràng đó, rồi họ về họ nấu cho công nhân ăn. Cho nên cái vấn đề mà bị ngộ độc, bị choáng váng, hay là bị từ những cái ca, những cái bầu không khí ở trong cái môi trường làm việc đó đó, nó không có được sạch sẽ mà nó bị ô nhiễm, vân vân, nhiều lý do lắm, thì là người công nhân luôn ở trong Việt Nam luôn bị tình trạng là vào bệnh viện, vào bệnh viện cấp cứu là vì ABCD, ngộ độc thực phẩm hay là bị trúng độc hóa chất ở trong cái công ty đó, vân vân. Nó xảy ra nhiều lắm mà chưa bao giờ phía công đoàn, nghiệp đoàn của cái đảng cai trị đó can thiệp để có thể cho công nhân có cái đời sống tốt hơn. Ở bên Mỹ, cứ mỗi 3 tháng, cá nhân tôi đi, tôi thuộc nghiệp đoàn điện ảnh đi, đúng không? Thì cứ mỗi, họ nhận cái tiền của tôi là một năm. Và cứ mỗi một tuần thì tôi vẫn nhận những cái thư về những cái thông tin. Nhưng mà cứ 3 tháng là họ có một cái thư chính thức gửi cho từng thành viên của nghiệp đoàn để hỏi về cái môi trường làm việc của mình. Để họ xem coi cái môi trường làm việc của mình có đầy đủ, có đầy đủ chưa, và có bị thiếu cái gì hay không, hay là giới chủ nhân đối xử với mình như thế nào, có bị kỳ thị chủng tộc hay không, có bị kỳ thị về giới tính hay không, có bị kỳ thị về tôn giáo hay không, và bao lâu rồi mình chưa được tăng lương, và công ty thì bây giờ như thế nào. Đại khái họ sẽ có những cái bản gửi về cho mình cứ mỗi 3 tháng một lần, và mình điền vào, mình gửi đi. Tức là mình thấy cái chỗ làm việc của mình như thế nào, tốt chưa. Rồi xong đó họ còn có cái ý kiến là comments, tức là đề xuất những cái gì mà mình cảm thấy là trong cái chỗ làm của mình chưa có hoàn chỉnh, chưa có được toàn thiện, thì mình có thể điền lên để cho nghiệp đoàn họ chú ý. Đương nhiên họ không có phải là họ take action liền, tức là họ sẽ nhận được thư của mình là họ sẽ làm cái gì đó liền, nhưng mà họ sẽ điều chỉnh, họ sẽ tìm cách họ thương thảo với lại cái giới chủ nhân để điều chỉnh cái đó lại sao cho nó hợp lý. Cách làm việc ở bên Mỹ nó là như vậy, nó bảo vệ quyền lợi tối đa cho người công nhân. Do đó, những người công nhân ở xứ này, họ làm việc thì họ được bảo đảm đầy đủ. Trong khi ngược lại trong Việt Nam của các bạn á, thì không có. Dường như nghiệp đoàn á, mỗi khi mà xảy ra chuyện giữa công nhân với lại với chủ nhân ở một cái công xưởng nào đó ở Việt Nam đó, thì nghiệp đoàn, công đoàn không bao giờ đứng ra binh vực cho công nhân cả. Mà hầu như là họ phối hợp với chính quyền địa phương, với lực lượng vũ trang địa phương, tức là công an đó, hay là phường đội, hay là cảnh sát cơ động đó, để trấn áp những người công nhân. Để trấn áp những người công nhân, họ bảo vệ cái quyền lợi của kẻ đầu tư, chủ hãng nhiều hơn là họ bảo vệ quyền lợi của công nhân. Và họ nhân danh là đây là nghiệp đoàn công nhân. Các bạn thấy là cái điều này nó có tức cười hay không các bạn? Mượn danh tất cả công nhân nhưng mà đứng ra bảo vệ thì bảo vệ quyền lợi của giới chủ nhân chứ không phải là công nhân. Đó là cái bất cập và một trong những cái gọi là nghiệp đoàn hay công đoàn quốc doanh của chính phủ. Họ chưa bao giờ tranh thủ cho người công nhân ABCD. Tôi lấy ví dụ đó, cái vụ mà xảy ra, cái vụ mà choáng váng gì ở Quảng Ninh đó. Thì bây giờ chính cái hãng đó họ đứng ra họ nói rằng là họ sẽ sa thải, họ sa thải rồi. Họ sa thải cái nhân viên làm bảo vệ đó là họ sa thải ngay lập tức. Và thứ hai là họ đã cho người xuống nhà cái cô đó để thăm hỏi và tìm hiểu cô có thể hỗ trợ được cái gì. Công ty này là công ty nước ngoài mà các bạn. Họ bị lệ thuộc bởi cái chi phối, bởi cái luật lệ ở quốc gia gốc của họ. Cho nên bắt buộc họ phải làm như vậy. Bắt buộc họ phải làm như vậy. Họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà không phải công ty nào cũng làm được như vậy. Có những công ty do những cá nhân lập ra ở những quốc gia gốc đó, rồi họ qua Việt Nam, họ bỏ tiền, họ đầu tư, họ mở hãng, và họ một mình làm chủ chứ không phải là corporation. Corporation nhưng mà là gia đình của họ làm chủ, đại khái như vậy.
thì họ có những cái hành động rất là dã man đối với công dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà nội vụ đưa ra ngoài á, thì công an và giới công an và giới công đoàn luôn đứng về phía chủ nhân, bảo vệ cho những kẻ cai, bảo vệ cho những ông chủ đó nhiều hơn là bảo vệ cho công nhân. Lấy ví dụ cái sự kiện xảy ra ở Quảng Ninh vừa rồi đi, tôi không thấy mặt nghiệp đoàn công đoàn đâu cả, mà tôi chỉ thấy giới chủ nhân làm việc thẳng với giới công nhân. Và may là ông chủ đó còn có lương tâm và họ chịu trách nhiệm đầy đủ, tại vì họ là công ty nước ngoài. Nhưng các bạn đặt ngược lại đi, nếu công ty đó không phải là công ty nước ngoài mà là một công ty của Việt Nam, thì các bạn nghĩ rằng là công ty Việt Nam có dám đuổi anh bảo vệ đó hay không, và có chịu nhận trách nhiệm về cái sức khỏe của người công nhân trong lúc làm việc cho mình hay không, hay là sẽ bán cái cho những cái bộ khác. Đây chính là cái bất cập, và đây chính là cái mà Việt Nam không được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Tại vì họ không có công đoàn độc lập để bảo vệ những quyền lợi tối thiểu của người công nhân, chứ đừng nói là tối đa. Tối thiểu thôi. Vì vậy mà mặt hàng xuất cảng của Việt Nam cũng bị giới hạn. Là một phần như vậy. Một phần là vì cái giới công nhân luôn luôn bị thiệt thòi ở Việt Nam. Họ luôn luôn bị thiệt thòi. Họ chưa bao giờ mà có được sự đối xử một cách công bằng về mức lương của họ, đã bị gọi là rẻ mạt nhất ở khu vực rồi. Quyền lợi của họ cũng giới hạn nhất ở khu vực rồi, không đầy đủ quyền lợi. Rồi họ phải làm thêm giờ rất nhiều, mà tiền thưởng quê hồng cuối năm thì bữa có bữa không, mà không được tính rõ ràng cái giờ làm thêm của mình được trả bao nhiêu tiền. Cái này tôi nói với các bạn á, là cái nghiệp đoàn công đoàn á, ở Việt Nam nó không hề có. Và nó nằm dưới sự chỉ đạo và quản lý của đảng cai trị. Nếu như các bạn và tôi mà đặt vấn đề bây giờ là Việt Nam cho thành lập công đoàn độc lập á, thì tôi nói với các bạn á, Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn điều này. Họ không bao giờ chấp nhận cho công đoàn độc lập. Tại vì sao? Tại vì họ giật được chính quyền là từ tầng lớp công nhân. Họ quá hiểu rõ sức mạnh của người công nhân. Do đó bây giờ mà để cho công nhân mà có công đoàn độc lập đó, thì họ không kiểm soát được. Mà khi không kiểm soát được thì đừng hòng mà họ cho lọc. Lý do là vì những cuộc biểu tình đó sẽ gây ảnh hưởng tới cái quyền cai trị của họ. Các vị nghĩ đi, một hãng đôi 3.000 người, mà đôi 3.000 người nó đình công, nó liên kết với những cái công ty khác, nó đình công hàng loạt, tức là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí là cả triệu công nhân biểu tình hay là đình công, thì là họ thổ huyết ngay. Do đó Quốc hội Cộng sản Việt Nam hay là cái chế độ cai trị các bạn sẽ không bao giờ cho phép có một công đoàn độc lập ở trên đất nước Việt Nam cả. Mà không có công đoàn độc lập thì vĩnh viễn Việt Nam vẫn chỉ là một quốc gia nghèo khó và sẽ bị giới hạn xuất cảng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Lý do họ không có công đoàn độc lập, không bảo vệ được quyền lợi của người công nhân, thì chắc chắn là cái thị trường của họ bị giới hạn. Chính vì vậy mà các bạn thấy là tại sao hàng Việt Nam bị trả về liên tục. Nhiều yếu tố đóng góp trong việc này và khiến cho phía Việt Nam phải lúng túng. Cộng sản Việt Nam phải lúng túng. Do đó tôi nói với các bạn, để chia sẻ với các bạn, tôi chỉ đứng ở cái góc cạnh của tôi là một người làm truyền thông, và tôi biết, và tôi là thành viên của nghiệp đoàn. Tôi biết, các bạn biết tôi đóng là $1,200 cho một năm. Mà $1,200 này chưa dừng lại các bạn. Đó là tôi chỉ mới một cái nghề thôi. Nếu tôi có thêm một cái nghề nữa thì tôi lại phải đóng tiền thêm cho cái nghề đó, mỗi một cái nghề là 200. Ví dụ như các bạn là một diễn viên đóng phim thì các bạn đóng 1,200 giống như tôi. Nhưng mà các bạn kiếm thêm lồng tiếng cho phim hoạt hình đi, thì các bạn lại phải đóng thêm $200 cho cái nghề đó nữa. Rồi ví dụ như các bạn là làm về editing hay là post production, thì các bạn lại phải đóng tiền thêm về cái khoản này nữa để họ bảo vệ quyền lợi của mình. Các bạn thấy nó rất là rõ ràng. Và nó bảo vệ người công nhân như thế nào thì các bạn đã nhìn thấy trong thời gian qua, so sánh với Việt Nam. Sở dĩ tôi nói chuyện điều này, tôi muốn cho các bạn hiểu. Các bạn mở mắt ra, các bạn lên Google,
các bạn đánh chữ union, tức là nghiệp đoàn hay công đoàn đó. Các bạn đọc hết về những tài liệu đó, các bạn cần các bạn đưa qua Google Translate gì đó để các bạn hiểu. Nhưng tôi nói với các bạn, nếu mà các bạn kiếm đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái bản chất mị dân của những kẻ cai trị các bạn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi các bạn hiểu được cái nghiệp đoàn và công đoàn bên ngoài, người ta bảo vệ quyền lợi công nhân tới mức độ nào, thì lúc đó các bạn mới hiểu được cái chế độ cai trị của các bạn và cái nghiệp đoàn do họ đặt ra để kiểm soát công nhân chứ không phải để hỗ trợ công nhân đó, là nó sẽ nguy hiểm tới mức độ nào. Và những kẻ nằm trong cái guồng máy cai trị đó hay ở trong cái nghiệp đoàn đó luôn 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 đứng về phía chủ nhân và những kẻ cai trị, họ chưa bao giờ đứng về phía công nhân cả các bạn. Tôi đưa những thông tin này, tôi phân tích hai cái môi trường công nhân khác nhau để các bạn nhìn thấy và các bạn hiểu được các bạn đang đứng ở chỗ nào, cái đời sống công nhân của các bạn ra sao, có đuổi kịp những công nhân của những xứ khác hay không. Và đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của Phong. Hy vọng rằng cái đề tài thứ nhất này sẽ mang đến cho các bạn ở bên Việt Nam, nhất là những bạn coi livestream của tôi đó, mà thường hỏi tôi về vấn đề mà công nhân ở Việt Nam tại sao thiệt thòi như vậy á, thì hôm nay tôi làm cái bài phân tích này để các bạn hiểu rõ hơn về cái gọi là nghiệp đoàn hay công đoàn của Cộng sản Việt Nam. Và đừng phí tiền cho họ, bởi vì họ không làm việc cho các bạn. Các bạn đóng niên liễm cho họ hàng năm, nhưng họ lại bảo vệ cho giới chủ nhân, họ chưa bao giờ bảo vệ cho quyền lợi của các bạn cả. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ, và mong rằng các bạn so sánh, đối chiếu và phân tích để tìm thấy rõ cái hướng đi của mình và cái xã hội mình đang sống, cái việc làm mình là cái gì và mình được bảo vệ những quyền lợi gì. Một lát nữa, 3 phút sau, Phong sẽ trở lại với đề tài thứ hai. Mong các bạn bè đừng rời khỏi các làn sóng phát hình và phát thanh của KDSL TV cũng như chương trình Houston Nhật ký mỗi ngày. Công ty Đông Trùng Hải Lê xin giới thiệu đến quý vị bộ kem Go giúp chăm sóc làm da đẹp gồm 3 món: serum, nám và moist. Serum giúp cho săn chắc làn da, giảm nám, giảm lão hóa, giảm đồi mồi, tàn nhang. Kem moist giúp cho làn da mịn màng, chống nhăn, giúp trắng da. Chế tạo bằng công nghệ tế bào gốc với phân tử nano giúp thẩm thấu nhanh và sâu trong da. Và để giữ cho làn da đẹp và lâu dài, hãy sử dụng bộ kem Go của công ty Hải Lê. Từ ngàn năm trước, những người thổ dân trên khắp quả đất đã biết dùng bùn từ lòng đất sâu để chữa bệnh và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ngày nay, bùn khoáng đã được cải tiến để trở thành sản phẩm thẩm mỹ hữu hiệu với rất nhiều công dụng, thậm chí có thể dùng để uống hàng ngày. Theo lời bác sĩ chuyên gia về dinh dưỡng Dr. X, bùn khoáng giúp tẩy rửa những chất độc thâm nhập cơ thể con người mỗi ngày. Bùn khoáng khi dùng trên da mặt, ngoài việc làm da mịn màng, còn giúp da tránh các chứng bệnh như là ngứa, vẩy nến, chóc da, gây ngứa ngáy. Bùn khoáng đắt rất là hiệu nghiệm. Mới lần thứ nhất nó đã thấy đẹp rồi, qua lần thứ hai, lần thứ ba. Bây giờ da mặt em những cái chỗ mà nó nhăn á, không phải là hết thẳng mà nó lợt đi rất là nhiều. Với lại cái bọng mắt em nó cũng mất đi. Muốn biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1-800-888-9363 hoặc 832-933-8888, website dongtrunghailee.com. Công ty Đông Trùng Hải Lê cảm ơn quý khách gần xa đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt 4 năm qua. Nay công ty mới ra sản phẩm mới có tên Energy đã được rất nhiều người bà con gần xa khen ngợi và sắp hàng mua. Anh Hải ơi, con gái em bây giờ đang bị ung thư, nhưng mà nó ối mửa, nó ăn không có được, mà từ ngày đưa Energy cho nó, bây giờ anh biết nó ăn được, nó không ối mà nó ngủ được, nó rất khỏe. Energy giúp tăng lực cho các lứa tuổi, giúp tỉnh táo làm việc, giảm mệt mỏi, ngủ ngon, giảm nguy cơ tai biến và đột quỵ. Xin liên lạc qua số 1-800-888-9363, 800-888-9363 hoặc 832-933-8888, 832-933-8888 hoặc vào website dongtrunghailee.com. My Kid Hải Lê làm bằng hồng sâm 6 tuổi cho các em, giúp các em tuổi từ 2 cho đến 19 tuổi ăn ngon, ngủ ngon, tăng trưởng chiều cao, kích thích sự ăn uống, tránh biếng ăn, giúp bộ não, tăng trí nhớ và bổ xương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi 1-800-888-9363, 1-800-888-9363, 832-933-8888, 832-933-8888. Công ty Hải Lê giới thiệu sản phẩm Plumberry Detox kết hợp nhiều loại rau quả giúp tiểu tiện dễ dàng, đào thải chất dư thừa qua đường tiểu tiện, eo thon, bụng nhỏ, có tác dụng giảm cân nhanh,
phòng chống các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường thị giác, giảm ảnh hưởng quá trình lão hóa. Trở lại chương trình Hilton Nhật Ký mỗi ngày với Trần Nhật Phong trên băng tần 56.6 tại miền Nam California, 16.1 tại Bắc California, 30.6 tại Dallas, Texas và riêng tại Houston là trên làn sóng phát thanh của Hải Lê Radio 98.7 FM. Chương trình cũng đang được phát hình trực tiếp trên Galaxy 19 vệ tinh toàn cầu và cũng đang được phát bên YouTube và bên Facebook của Phong. Tuy nhiên, bên Facebook và bên YouTube, Phong sẽ tạm thời trong giai đoạn này sẽ không làm livestream trực tiếp mà sẽ upload video, tức là Phong sẽ thâu trước và gửi lên các bạn. Lý do là vì Phong đang làm việc lại với Facebook trong 2-3 vấn đề liên quan tới vấn đề mà copyright. Do đó thì bên YouTube có yêu cầu Phong là không làm livestream trong giai đoạn này để họ review các cái clip của Phong xong. Thì sau đó họ sẽ có một cái thỏa thuận chính thức. Do đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình. Dù là livestream hay là video upload thì nó cũng giống nhau. Chỉ khác biệt là bên YouTube các bạn không có thể comment một cách trực tiếp bằng live chat. Mà khi video up lên thì các bạn vẫn có thể comment được phần ở dưới. Cảm ơn các bạn. Và bên Facebook cũng vậy. Bên Facebook thì các bạn lúc nào cũng comment được cả. Ok các bạn, lúc nãy Phong đã đề cập tới cái đề tài thứ nhất là sự thiệt thòi của công nhân Việt Nam khi họ không có một cái công đoàn bảo vệ cho họ một cách tối đa. Qua cái sự kiện của cái 50 nữ công nhân bị choáng váng ở một công ty nước ngoài ở Quảng Ninh, và sau đó thì một nữ công nhân đã bị một bảo vệ của công ty này dùng thái độ gọi là vũ lực quá đáng đối với cô trong lúc cô đang trả lời phóng viên. Và nhân cái dịp đó tôi làm cái livestream này để các bạn nhìn thấy rõ cái người công nhân ở bên ngoài Việt Nam, họ vẫn tuyên truyền là giới tư bản bóc lột công sức lao động của công nhân. Nhưng bây giờ các bạn nhìn kỹ đi, các bạn nhìn kỹ cái xã hội bây giờ các bạn đang sống và những cái công ty các bạn đang làm. Ai mới là kẻ bóc lột? Trong khi ở bên những quốc gia bên ngoài người ta ra luật để người ta quy định bảo vệ tối đa cho quyền lợi của công nhân, thì bên Việt Nam giới công đoàn, giới công an, chính quyền địa phương hùa nhau bảo vệ cho giới chủ nhân nhiều hơn và đẩy những người công nhân thấp cổ bé miệng như các bạn lương 3 triệu, 5 triệu hay 6 triệu một tháng vào những chỗ tận cùng. Và đôi khi tới cuối năm các bạn trông chờ vào cái tiền thưởng cuối năm, vì trong năm mình đã làm thêm nhiều giờ, không được trả lương thì cuối năm phải có tiền thưởng để về quê ăn Tết hay làm gửi về quê cho gia đình. Họ cắt luôn. Do đó các bạn có cái nhìn so sánh đối chiếu và phân tích, các bạn sẽ thấy rằng cái thân phận công nhân của các bạn ở Việt Nam so với thân phận công nhân của những quốc gia khác nó như thế nào. Ok các bạn, đó là đề tài thứ nhất. Và bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai đi. Để nói chuyện với các bạn thì Phong dựa trên một cái thông tin xảy ra ở Quảng Ninh, khi mà 50 công nhân bị choáng váng và sau đó họ có một cái cuộc tiếp xúc với lại báo chí về cái tình trạng này đã xảy ra lần thứ hai tại một cái công ty ở Quảng Ninh rồi. Và trong lần này thì một nhân viên bảo vệ của công ty đã xịt hơi cay, xịt chất cay vào mặt của nữ công nhân ở đó. Mặc dù đằng sau này, ngày hôm nay thì cái công ty này đưa một cái thông báo là sa thải cái nhân viên này và yêu cầu cục điều tra vào làm việc để có thể giải quyết cái vấn đề này, cũng như là tìm cách hỗ trợ cho nữ công nhân kia. Và công ty đó được biết là công ty nước ngoài, mang cái tên khá giống như cái tên Nhật Bản. Tôi không biết công ty này là của Đài Loan, của Nhật hay là của Hàn Quốc. Ok, đại khái là công ty này diễn ra ở Quảng Ninh. Dựa trên cái thông tin này, tôi nói chuyện với các bạn về những bạn, nhất là những bạn đang đi làm công và đang làm công nhân ở nhiều quốc gia, ở nhiều công ty, ở các quốc gia khác, kể cả ở trong Việt Nam. Ok các bạn, thân phận của người công nhân trong những coi như là gần 3 thập niên nay ở trên thế giới, họ được nâng lên rất là nhiều. Họ được nâng lên về đời sống, về quyền lợi, kể cả tiền lương. Tôi nhớ không lầm thì xưa nay ở bên Mỹ, chúng tôi công nhân bình thường
làm khoảng 40 tiếng một tuần, tức là một ngày 8 tiếng, một tuần 5 ngày là 40 tiếng. Ở bên Âu Châu một thời gian như vậy, nhưng sau đó họ lại nâng cái quyền lợi của người công nhân lên. Thì mỗi một công nhân ở bên Âu Châu bây giờ làm khoảng 7 tiếng một ngày, tức là họ được giảm đi 5 tiếng một tuần, tức là khoảng 35 tiếng cho một tuần mà thôi. Nhưng mà họ vẫn được hưởng đầy đủ tất cả những cái quyền lợi gì đang có, không bị cắt mà được giảm cái giờ làm việc. Công nhân ở bên Mỹ cũng vậy. Công nhân bên Mỹ thì ngoài trừ cái giờ làm việc ra, tức là 40 giờ đầu ra, nếu công ty có yêu cầu vì công việc nhiều quá, yêu cầu mình ở lại làm, thì công ty sẽ trả lương gọi là overtime. Overtime tức là làm quá giờ. Thì khi làm quá giờ như vậy thì từ cái giờ thứ 9 trở đi, thì công ty sẽ phải trả cái mức lương là 1,5 cho người công nhân. Đó là cái quy định. Và nếu như mà trong những cái ngày lễ chính thức, ví dụ như ở bên Mỹ có những cái ngày gọi là legal holiday, trong đó thì các bạn nhìn thấy là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ lao động ở tháng 9, rồi Thanksgiving, rồi Christmas, rồi New Year. Những ngày này á được xem là những cái ngày lễ chính ở Hoa Kỳ, gọi là legal holiday. Thì những ngày này á mà công nhân họ được nghỉ một cách hợp pháp. Và nếu như họ muốn đi làm, vì công ty đó công việc nhiều quá, muốn họ đi làm, thì công ty phải trả gấp đôi cái mức lương của họ trong cái ngày hôm đó. Đây là một trong những cái điều mà công nhân ở Hoa Kỳ được thừa hưởng. Các bạn biết tại sao họ được hưởng như vậy không các bạn? Và trong 30 năm qua, công nhân của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Hồng Kông, có Hoa Kỳ, có Âu Châu, có Úc Châu, có New Zealand, vân vân, thì cái đời sống của người công nhân được nâng cấp rất là nhiều. Lý do là vì họ có những công đoàn tư nhân bảo vệ cho họ và tranh đấu quyền lợi cho họ. Chính vì vậy mà các cái công ty đó càng lúc họ phải càng nhiều. Tại vì họ cần cái lực lượng công nhân giúp họ để mà có thể sản xuất và giúp họ giữ cái lửa sản xuất của công ty. Do đó thì các công đoàn và các nghiệp đoàn họ làm việc rất chặt chẽ để có thể giành lại cái quyền lợi cho công nhân. Và nếu như cái ngành công nhân nào lâu quá mà không có lên lương, thì họ sẽ tổ chức biểu tình đàm phán, rồi tìm mọi cách để có thể giới chủ nhân nó thương thảo, để có thể tăng lương cho công nhân trong những cái đời sống mà càng lúc nó càng tăng. Giống và nhiều thành phố của chính phủ chứ không phải không nữa. Tại vì ở Mỹ đó thì chính phủ liên bang khác, chính phủ tiểu bang khác và chính quyền địa phương khác, thì họ cũng tìm cách họ bảo vệ cho người công nhân. Tôi lấy ví dụ thành phố Los Angeles năm ngoái, vì họ nhìn thấy cái đời sống càng lúc càng cao, càng khó khăn, mà nếu mà dựa trên cái mức lương tối thiểu á, của California là 10 đồng 50 cent một giờ, thì chưa chắc là người công nhân đã đủ chi phí cho gia đình. Do đó thành phố Los Angeles đã thông qua cái luật là tăng lên 15 Mỹ Kim một giờ dành cho những công nhân ngành thức ăn nhanh, tức là những người làm việc trong McDonald's, trong Carl's Jr., Burger King hay là In-N-Out v.v. Thì bên cạnh những cái bảo hiểm sức khỏe, những ngày nghỉ phép, nghỉ bệnh, thì người công nhân tài tử có đóng tiền cho nghiệp đoàn mà họ lại không được cái job đó, đại khái như vậy. Thì tôi kể cho các bạn nghe cho thấy là cái nghiệp đoàn và công đoàn họ bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân rất mạnh. Rất mạnh. Và nếu mà xảy ra bất cứ một vấn đề gì, nó sẵn sàng nó sẽ bị xé ra to, và nghiệp đoàn sẵn sàng làm tới nơi tới chốn. Nếu như cái giới chủ nhân, tức là cái giới công ty đó, ở đây bên đây thì mình gọi là giới chủ nhân, nhưng thực sự những cái công ty lớn đó, họ là corporation hay là LLC vân vân, thì những công ty này á, nó được điều hành bởi một cái hội đồng quản trị, và nó do một người tổng giám đốc điều hành toàn bộ, nhưng mà với cái sự mà đồng ý của hội đồng quản trị. Thì những công ty này là những công ty cổ phần, đa phần này đều là những công ty cổ phần hết. Do đó giới chủ nhân mà mình nói là những người có cổ phần trong công ty, chứ không phải riêng cái ông tổng giám đốc điều hành đó đâu. Ông tổng giám đốc chỉ là người giải quyết câu chuyện thôi, nhưng mà giải quyết dưới cái sự mà gọi là chỉ đạo của hội đồng quản trị. Thì chính vì vậy mà các công ty đó họ luôn tìm cách quân bình cái quyền lợi của những kẻ đầu tư và cái quyền lợi của những công nhân làm việc.
họ không để cho một bên nào bị quá thiệt thòi. Nếu mà nâng cấp cái đời sống, đẩy mạnh về cái đời sống người công nhân nhiều quá thì cái phần thiệt thòi là những nhà đầu tư. Mà những nhà đầu tư họ thấy thiệt thòi nhiều quá thì họ rút đầu tư ra, họ không đầu tư nữa. Thì họ không đầu tư nữa thì đương nhiên công ty sẽ thiếu vốn. Mà thiếu vốn thì bắt buộc phải sa thải nhân công. Mà sa thải nhân công thì có nghĩa là công nhân mất việc làm. Nó là cái dây liên hệ, cho nên là cái nghiệp đoàn không phải họ chỉ tranh đấu quyền lợi cho người công nhân, mà họ phải làm sao quân bình cái quyền lợi các phía, tức là cả phía công nhân, phía quản lý lẫn giới đầu tư, để có thể vận hành một cái công ty nó được làm việc và nó vận hành một cách uyển chuyển mà suôn sẻ, không có bị trở ngại. Tôi cắt nghĩa cho các bạn nghe là bởi vì tôi muốn chia sẻ với các bạn qua cái câu chuyện ở bên Việt Nam. Các bạn có biết tại sao ngày hôm nay mà Việt Nam vẫn không được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường hoàn toàn không? Một trong những lý do, kể cả cái TPP, tức là Trans-Pacific Partnership mà Hoa Kỳ vừa rút ra đó các bạn, thì một trong những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đặt ra với phía Cộng sản Việt Nam là phải có công đoàn độc lập để có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho tranh đấu quyền lợi cho người công nhân. Nhưng mà phía Cộng sản Việt Nam không chấp nhận. Tất cả các công đoàn hay nghiệp đoàn ở trong Việt Nam đều nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền cai trị và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ không cho phép những cái công đoàn độc lập. Chính vì vậy mà các bạn nhìn thấy có những cái bất công xảy ra trong nhiều cái hãng mà các bạn làm, dù hãng đó là của người Hàn Quốc, của người Trung Quốc, của người Đài Loan, của người Nhật, vân vân. Nếu như các bạn làm việc ở những công ty này, các bạn sẽ cảm thấy sự bất công. Là bởi vì cái giới chủ nhân, tức là cái giới quản lý, họ dựa vào cái quan hệ của họ với chính quyền địa phương, thậm chí là chính quyền trung ương luôn, để họ ngăn chặn những cái gì bất lợi cho họ. Và người công nhân ở Việt Nam luôn luôn bị làm quá giờ và trông chờ vào cái tiền thưởng cuối năm để có tiền về quê ăn Tết. Nhưng mà chuyện này hầu như là năm ngoái, năm kia đã biến mất. Và giới chủ nhân không hề chia hoa hồng, trong khi công nhân Việt Nam thì làm đôi khi 10 tiếng đến 13 tiếng một tuần, một ngày. Nó quá cái mức quy định standard của cộng đồng quốc tế là 40 tiếng một tuần. Mà này là nó hơn 40 tiếng nhiều lắm, mà cái lương trả thì vẫn như vậy. Lý do là vì họ không có một cái nghiệp đoàn, một cái công đoàn độc lập hoàn toàn và là của tư nhân để bảo vệ quyền lợi cho họ. Mà cái công đoàn, nghiệp đoàn đó nó là của cái đảng cai trị lập ra và kiểm soát. Chính vì nó là cái công cụ của cái đảng cai trị, cho nên nó đã không giữ được cái quyền lợi của công nhân, mà nó luôn luôn, cái công đoàn và nghiệp đoàn đó nó luôn luôn đứng về phía chủ nhân, đứng về phía những kẻ chủ công ty để quay ngược trở lại ăn hiếp người dân của mình, ăn hiếp công nhân của mình. Và các bạn đã thấy đã xảy ra rất nhiều ở Việt Nam những cái cảnh mà công nhân bị ngộ độc thức ăn bởi vì cái kẻ quản lý vô lương tâm cho ăn nấu cho một nồi lớn, rồi nghĩa là nấu cái kiểu nấu tập thể đó các bạn, rồi đi vì ăn bớt ăn xén nữa, thay vì mua những cái đồ ngon, đồ tươi, đồ sạch, thì họ đi mua những cái đồ mà vớ vẩn ở ngoài chợ, không rõ ràng, rồi họ về họ nấu cho công nhân ăn. Cho nên cái vấn đề mà bị ngộ độc, bị choáng váng, hay là bị từ những cái bầu không khí ở trong cái môi trường làm việc đó, nhận được tăng lương lên tới 15 Mỹ Kim là mức lương tối thiểu, để các công nhân có thể sống nổi ở trong cái khu vực của mình. Nhờ là cái gì các bạn? Nhờ những nghiệp đoàn tư nhân, những công đoàn đó. Đương nhiên người công nhân họ khi mà họ gia nhập các cái công đoàn hay nghiệp đoàn, họ phải đóng cái lệ phí hàng tháng hoặc là theo hàng năm để những cái nghiệp đoàn và những cái công đoàn này có cái kinh phí để bảo vệ quyền lợi cho họ. Kinh phí mà họ đóng vào, thứ nhất là ngoại trừ cái việc mà tranh thủ quyền lợi cho các công nhân, thì bên nghiệp đoàn hay công đoàn vẫn phải làm việc chặt chẽ với phía luật pháp, tức là phía các luật sư, để có thể giúp công nhân bảo vệ quyền lợi tối đa. Đặc biệt là những cái vụ kiện tụng thì bên công đoàn và nghiệp đoàn họ làm rất mạnh tay. Tôi nói cho các bạn nghe để các bạn hiểu được là cái đời sống của người công nhân, gọi là chúng tôi bên đây gọi là những người mà blue shirt,
tức là những người mặc áo xanh á. Thông thường giới công nhân đây gọi là pusher, tức là những người công nhân làm mà có chút xíu chuyên môn, nhưng không phải là những ngành công nghệ cao cấp kỹ sư trở lên hay là cấp mà sáng tạo trở lên. Mà tôi chỉ nói là những người công nhân bình thường giống như các bạn bên Việt Nam làm lắp ráp điện tử theo cái kiểu mà gọi là assembly, tức là những cái sơ đẳng nhất của ngành kỹ thuật đó, lắp ráp thôi. Ok, thì họ được bảo vệ rất là kỹ. Không những là chỉ có ngành này làm trong các cái hãng đâu, mà các công nhân làm trong các cái hệ thống siêu thị lớn cũng nằm trong union, tức là cũng nằm trong nghiệp đoàn hay công đoàn, ngoại trừ Walmart. Walmart là một trong những cái tiệm bán lẻ lớn ở Hoa Kỳ. Họ bán đồ đa số là nhập cảng từ China. Và họ không muốn mướn những người nào mà có nghiệp đoàn hay công đoàn, tại vì họ không muốn deal với lại phía nghiệp đoàn và công đoàn. Do đó thì Walmart là một trong những hệ thống bán lẻ lớn, nhưng mà họ cũng bị chống đối khá nhiều. Nhất là tới những cái thành phố nào mà họ muốn đặt một cái tiệm Walmart, thì là lực lượng union, tức là lực lượng công đoàn ở đó, sẽ vận động thành phố là không chấp nhận, không cho họ mở, vì lý do họ không có mướn người của nghiệp đoàn hay công đoàn. Do đó thì chỉ có Walmart thôi. Còn nếu các bạn đi Costco hay là những cái khu shopping lớn của Hoa Kỳ như là Nordstrom, những cái Macy, là tất cả những công nhân làm việc, những người buôn bán ở trong đó, những người làm việc, nhân viên bán hàng ở trong đó đều nằm trong nghiệp đoàn và được sự bảo vệ của nghiệp đoàn hay là công đoàn. Tại vì những nghiệp đoàn công đoàn ở Hoa Kỳ đa số, đại đa số là các công ty, là các cái nghiệp đoàn và công đoàn tư nhân, và tùy theo ngành nghề họ có mỗi cái nghiệp đoàn riêng để bảo vệ quyền lợi cho họ. Bảo vệ quyền lợi cho họ là cái mức tăng lương tối thiểu mỗi năm, cái ngày nghỉ bệnh, cái ngày nghỉ phép, rồi cái giá bảo hiểm mà mua cho gia đình của họ, rồi tiền lương. Nói chung là tất cả những cái quyền lợi của người công nhân là do các cái nghiệp đoàn công đoàn tư nhân đứng ra họ làm. Và họ làm với cái tinh thần là họ bảo vệ tối đa quyền lợi. Chính vì vậy mà cái mức lương hay là cái đời sống của người công nhân nó ổn định. Và nhờ ổn định đó, họ tập trung làm việc. Và khi họ tập trung làm việc thì cái sự sáng tạo mới bật ra. Và cái sự chăm sóc từng cái sản phẩm nó kỹ càng hơn, nó được đưa ra ngoài và nó được kiểm soát gắt gao hơn. Và nhờ đó thì những cái sản phẩm nó có phẩm chất cao hơn. Và cái công ty đó đương nhiên là phẩm chất mà của sản phẩm của mình cao, thì đương nhiên là họ sẽ có uy thế ở trên cái thương trường. Đại khái là cái mối dây liên hệ của cái hệ thống nghiệp đoàn nó là như vậy. Ngay cả ngành của tôi học cũng có nghiệp đoàn, mà nghiệp đoàn là một trong những nghiệp đoàn mạnh nhất thế giới nữa các bạn. Tại vì ngành truyền thông hay là ngành làm phim, điện ảnh thì chúng tôi cũng có cái nghiệp đoàn riêng, và chúng tôi vẫn phải đóng cái lệ phí hàng năm cho cái công việc của mình. Vì vậy mà các cái công ty và sản xuất điện ảnh của Hollywood á, là khi mà họ sản xuất một cuốn phim ở Mỹ á, họ phải mướn người của nghiệp đoàn, họ không thể mướn người ngoài nghiệp đoàn được. Trừ những người nhà làm phim độc lập thì tôi không nói, nhưng mà tất cả những cái hãng phim lớn nhỏ của Hoa Kỳ đều nằm trong nghiệp đoàn cả. Các bạn nhớ cách đây không lâu á, có một cuốn phim quay nữ tài tử Nicole Kidman ở trong cái tòa nhà cũ của Liên Hiệp Quốc tại New York không? Thì lúc đó là có rất nhiều những vị đại sứ ở các quốc gia, họ thích Nicole Kidman lắm, và họ tới họ chụp hình, họ xin chụp hình. Rồi nhiều ông đại sứ nói rằng là đóng không hay bằng thật, tôi làm đại sứ cho nước ABC thì giờ cứ để cho tôi làm đóng đông những đại sứ ngồi ở dưới luôn đi, đâu có tốn tiền đâu, chúng tôi sẵn sàng đóng góp trong cuốn phim. Thì những cái đề nghị đó cũng tốt lắm các bạn, nếu mà làm phim mà có người tình nguyện đóng miễn phí cho mình free mà trong cái vai trò của họ nữa thì quá đẹp rồi. Nhưng mà Hollywood không làm được. Hollywood đành phải từ chối họ và nói rằng là tại vì họ còn kẹt nghiệp đoàn, họ không thể mướn người bên ngoài nghiệp đoàn được. Vì vậy làm như vậy thì nó thiệt thòi cho những nghệ sĩ nè. Họ luôn luôn bị thiệt thòi, họ chưa bao giờ mà có được sự đối xử một cách công bằng. Về mức lương của họ đã bị gọi là rẻ mạt nhất ở khu vực rồi, quyền lợi của họ cũng giới hạn nhất ở khu vực rồi, không đầy đủ quyền lợi. Rồi họ phải làm thêm giờ rất nhiều, mà tiền thưởng quê hồng cuối năm thì bữa có bữa không, mà không được tính rõ ràng cái giờ làm thêm của mình được trả bao nhiêu tiền. Cái này tôi nói với các bạn á, là cái nghiệp đoàn công đoàn á,
ở Việt Nam nó không hề có. Và nó nằm dưới sự chỉ đạo và quản lý của đảng cai trị. Nếu như các bạn và tôi mà đặt vấn đề bây giờ là Việt Nam cho thành lập công đoàn độc lập á, thì tôi nói với các bạn á, Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn điều này. Họ không bao giờ chấp nhận cho công đoàn độc lập. Tại vì sao? Tại vì họ giật được chính quyền là từ tầng lớp công nhân. Họ quá hiểu rõ sức mạnh của người công nhân. Do đó, bây giờ mà để cho công nhân mà có công đoàn độc lập đó, thì họ không kiểm soát được. Mà khi không kiểm soát được thì đừng hòng mà họ cho lọc. Lý do là vì những cuộc biểu tình đó sẽ gây ảnh hưởng tới cái quyền cai trị của họ. Các vị nghĩ đi, một hãng đôi 3.000 người, mà đôi 3.000 người nó đình công, nó liên kết với những cái công ty khác, nó đình công hàng loạt, tức là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí là cả triệu công nhân biểu tình hay là đình công, thì là họ thổ huyết ngay. Do đó, Quốc hội Cộng sản Việt Nam hay là cái chế độ cai trị các bạn sẽ không bao giờ cho phép có một công đoàn độc lập ở trên đất nước Việt Nam cả. Mà không có công đoàn độc lập thì vĩnh viễn Việt Nam vẫn chỉ là một quốc gia nghèo khó và sẽ bị giới hạn xuất cảng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Lý do họ không có công đoàn độc lập, không bảo vệ được quyền lợi của người công nhân, thì chắc chắn là cái thị trường của họ bị giới hạn. Chính vì vậy mà các bạn thấy là tại sao hàng Việt Nam bị trả về liên tục. Nhiều yếu tố đóng góp trong việc này và khiến cho phía Việt Nam phải lúng túng, Cộng sản Việt Nam phải lúng túng. Do đó tôi nói với các bạn, để chia sẻ với các bạn, tôi chỉ đứng ở cái góc cạnh của tôi là một người làm truyền thông, và tôi biết, và tôi là thành viên của nghiệp đoàn. Tôi biết, các bạn biết tôi đóng là $1,200 cho một năm. Mà $1,200 này chưa dừng lại các bạn. Đó là tôi chỉ mới một cái nghề thôi. Nếu tôi có thêm một cái nghề nữa thì tôi lại phải đóng tiền thêm cho cái nghề đó, mỗi một cái nghề là 200. Ví dụ như các bạn là một diễn viên đóng phim thì các bạn đóng 1,200 giống như tôi. Nhưng mà các bạn kiếm thêm lồng tiếng cho phim hoạt hình đi thì các bạn lại phải đóng thêm $200 cho cái nghề đó nữa. Rồi ví dụ như các bạn là làm về editing hay là post production thì các bạn lại phải đóng tiền thêm về cái khoản này nữa để họ bảo vệ quyền lợi của mình. Các bạn thấy nó rất là rõ ràng. Và nó bảo vệ người công nhân như thế nào thì các bạn đã nhìn thấy trong thời gian qua. So sánh với Việt Nam, sở dĩ tôi nói chuyện điều này, tôi muốn cho các bạn hiểu. Các bạn mở mắt ra, các bạn lên Google, các bạn đánh chữ union, tức là nghiệp đoàn hay công đoàn đó. Các bạn đọc hết về những tài liệu đó. Các bạn cần, các bạn đưa qua Google Translate gì đó để các bạn hiểu. Nhưng tôi nói với các bạn, nếu mà các bạn kiếm đầy đủ thông tin thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái bản chất mị dân của những kẻ cai trị các bạn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi các bạn hiểu được cái nghiệp đoàn và công đoàn bên ngoài, người ta bảo vệ quyền lợi công nhân tới mức độ nào, thì lúc đó các bạn mới hiểu được cái chế độ cai trị của các bạn và cái nghiệp đoàn do họ đặt ra để kiểm soát công nhân chứ không phải để hỗ trợ công nhân đó, là nó sẽ nguy hiểm tới mức độ nào. Và những kẻ nằm trong cái guồng máy cai trị đó hay ở trong cái nghiệp đoàn đó luôn 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 đứng về phía chủ nhân và những kẻ cai trị, họ chưa bao giờ đứng về phía công nhân cả các bạn. Tôi đưa những thông tin này, tôi phân tích hai cái môi trường công nhân khác nhau để các bạn nhìn thấy và các bạn hiểu được các bạn đang đứng ở chỗ nào, cái đời sống công nhân của các bạn ra sao, có đuổi kịp những công nhân của những xứ khác hay không. Và đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của Phong. Hy vọng rằng cái đề tài thứ nhất này sẽ mang đến cho các bạn ở bên Việt Nam, nhất là những bạn coi livestream của tôi đó, mà thường hỏi tôi về vấn đề mà công nhân ở Việt Nam tại sao thiệt thòi như vậy á. Thì hôm nay tôi làm cái bài phân tích này để các bạn hiểu rõ hơn về cái gọi là nghiệp đoàn hay công đoàn của Cộng sản Việt Nam. Và đừng phí tiền cho họ, bởi vì họ không làm việc cho các bạn. Các bạn đóng niên liễm cho họ hàng năm, nhưng họ lại bảo vệ cho giới chủ nhân. Họ chưa bao giờ bảo vệ cho quyền lợi của các bạn cả. Và đó là những gì đó, nó không có được sạch sẽ mà nó bị ô nhiễm, vân vân, nhiều lý do lắm. Thì là người công nhân luôn ở trong Việt Nam luôn bị tình trạng là vào bệnh viện cấp cứu
là vì ABCD, ngộ độc thực phẩm hay là bị trúng độc hóa chất ở trong cái công ty đó vân vân. Nó xảy ra nhiều lắm mà chưa bao giờ phía công đoàn, nghiệp đoàn của cái đảng cai trị đó can thiệp để có thể cho công nhân có cái đời sống tốt hơn. Ở bên Mỹ, cứ mỗi 3 tháng, cá nhân tôi đi, tôi thuộc nghiệp đoàn điện ảnh đi, đúng không? Thì cứ mỗi, họ nhận cái tiền của tôi là một năm. Và cứ mỗi một tuần thì tôi vẫn nhận những cái thư về những cái thông tin. Nhưng mà cứ 3 tháng là họ có một cái thư chính thức gửi cho từng thành viên của nghiệp đoàn để hỏi về cái môi trường làm việc của mình. Để họ xem coi cái môi trường làm việc của mình có đầy đủ, có đầy đủ chưa, và có bị thiếu cái gì hay không, hay là giới chủ nhân đối xử với mình như thế nào, có bị kỳ thị chủng tộc hay không, có bị kỳ thị về giới tính hay không, có bị kỳ thị về tôn giáo hay không, và bao lâu rồi mình chưa được tăng lương, và công ty thì bây giờ như thế nào. Đại khái họ sẽ có những cái bản gửi về cho mình cứ mỗi 3 tháng một lần, và mình điền vào, mình gửi đi, tức là mình thấy cái chỗ làm việc của mình như thế nào, tốt chưa. Rồi xong đó họ còn có cái ý kiến là comments, tức là đề xuất những cái gì mà mình cảm thấy là trong cái chỗ làm của mình chưa có hoàn chỉnh, chưa có được toàn thiện, thì mình có thể điền lên để cho nghiệp đoàn họ chú ý. Đương nhiên họ không có phải là họ take action liền, tức là họ sẽ nhận được thư của mình là họ sẽ làm cái gì đó liền, nhưng mà họ sẽ điều chỉnh, họ sẽ tìm cách họ thương thảo với lại cái giới chủ nhân để điều chỉnh cái đó lại sao cho nó hợp lý. Cách làm việc ở bên Mỹ nó là như vậy, nó bảo vệ quyền lợi tối đa cho người công nhân. Do đó những người công nhân ở xứ này họ rất là, họ làm việc thì họ được bảo đảm đầy đủ, trong khi ngược lại trong Việt Nam của các bạn á, thì không có. Dường như nghiệp đoàn á, mỗi khi mà xảy ra chuyện giữa công nhân với lại với chủ nhân ở một cái công xưởng nào đó ở Việt Nam đó, thì nghiệp đoàn, công đoàn không bao giờ đứng ra binh vực cho công nhân cả, mà hầu như là họ phối hợp với chính quyền địa phương, với lực lượng vũ trang địa phương, tức là công an đó, hay là phường đội, hay là cảnh sát cơ động đó, để trấn áp những người công nhân. Để trấn áp những người công nhân, họ bảo vệ cái quyền lợi của kẻ đầu tư, chủ hãng nhiều hơn là họ bảo vệ quyền lợi của công nhân. Và họ nhân danh là đây là nghiệp đoàn công nhân. Các bạn thấy là cái điều này nó có tức cười hay không các bạn? Mượn danh tất cả công nhân nhưng mà đứng ra bảo vệ thì bảo vệ quyền lợi của giới chủ nhân chứ không phải là công nhân. Đó là cái bất cập và một trong những cái gọi là nghiệp đoàn hay công đoàn quốc doanh của chính phủ. Họ chưa bao giờ tranh thủ cho người công nhân ABCD. Tôi lấy ví dụ đó, cái vụ mà xảy ra, cái vụ mà choáng váng gì ở Quảng Ninh đó. Thì bây giờ cái chính cái hãng đó họ đứng ra họ nói rằng là họ sẽ sa thải, họ sa thải rồi. Họ sa thải cái nhân viên làm bảo vệ đó, là họ sa thải ngay lập tức. Và thứ hai là họ đã cho người xuống nhà cái cô đó để thăm hỏi và tìm hiểu cô có thể hỗ trợ được cái gì. Công ty này là công ty nước ngoài mà các bạn. Họ bị lệ thuộc bởi cái chi phối, bởi cái luật lệ ở quốc gia gốc của họ. Cho nên bắt buộc họ phải làm như vậy. Bắt buộc họ phải làm như vậy. Họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà không phải công ty nào cũng làm được như vậy. Có những công ty do những cá nhân lập ra ở những quốc gia gốc đó, rồi họ qua Việt Nam, họ bỏ tiền, họ đầu tư, họ mở hãng, và họ một mình làm chủ chứ không phải là corporation. Corporation nhưng mà là gia đình của họ làm chủ, đại khái như vậy. Thì họ có những cái hành động rất là dã man đối với công nhân Việt Nam. Nhưng mà khi mà nội vụ đưa ra ngoài á, thì công an và giới công an và giới công đoàn luôn đứng về phía chủ nhân, bảo vệ cho những kẻ cai, bảo vệ cho những ông chủ đó nhiều hơn là bảo vệ cho công nhân. Lấy ví dụ cái sự kiện xảy ra ở Quảng Ninh vừa rồi đi, tôi không thấy mặt nghiệp đoàn công đoàn đâu cả, mà tôi chỉ thấy giới chủ nhân làm việc thẳng với giới công nhân. Và may là ông chủ đó còn có lương tâm và họ chịu trách nhiệm đầy đủ, tại vì họ là công ty nước ngoài. Nhưng các bạn đặt ngược lại đi, nếu công ty đó không phải là công ty nước ngoài mà là một công ty của Việt Nam, thì các bạn nghĩ rằng là công ty Việt Nam có dám đuổi anh bảo vệ đó hay không? Và có chịu nhận trách nhiệm về cái sức khỏe của người công nhân trong lúc làm việc cho mình hay không? Hay là sẽ bán cái cho những cái bộ khác? Đây chính là cái bất cập, và đây chính là cái mà Việt Nam không được thừa nhận là một nền kinh tế thị trường. Tại vì họ không có công đoàn độc lập để bảo vệ những quyền lợi tối thiểu của người công nhân, chứ đừng nói là tối đa. Tối thiểu thôi. Vì vậy mà mặt hàng xuất cảng của Việt Nam cũng bị giới hạn.
là một phần như vậy. Một phần là vì cái giới công nhân luôn luôn bị thiệt thòi ở Việt Nam.